Bà làm cái gì vậy hả? Ông làm cái gì? Của tôi mà thần tài của vậy? Tôi. Dạ, ông làm cái gì cho ông vậy cho ngài thần tài. Thần tài ơi, thần tài. Thần tài. Thần tài. Thần tài. Cái gì? Vậy? Ông làm gì quay tôi vậy? Trời ơi. Thật ra tôi nói cho chị nghe nha. Tôi chưa từng thấy ai mà kỳ cục trong khu phố này như chị á. Gì kỳ? Không lại 232 mà. Gì vậy? Gì vậy? Tự nhiên đầu năm đầu tháng ngày mùng 1 bước hai người bước cho quán xá nhà người ta cãi lộn vậy? Thì tức quá, còn cái gì bà cũng dành với chú hết đó con. Bây giờ mà hai đứa phân xử đi. Có phải là thần tài trong nhà này chú nhìn trước không? Chú thấy trước không? Con. Gì thấy trước? Sao bà thấy trước nữa, tôi về tôi nói bà mà. Bà trời nói sao ơi, vậy? Chú hai mày á, cái gì cũng dành giật với tao hết à. Thôi. Thôi. Được rồi. Con phân xử như vậy. Hợp lý nhất nè. Sao? Bây giờ ai thấy trước không quan trọng. Bây giờ con chú với cô làm sao dắt được cái cục nợ của con đi ra khỏi nhà đi. Rồi muốn lúc đó muốn giành giật gì thì hình giật. Để có cãi lộn đâu rồi ta. Ông làm cái gì ông càng hãng vậy? Đi với chú, đi với chú. Đi với chú. Bà làm gì vậy bà giành giật nữa à? Đi 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 con. Đi thần tài giữa con. Đi đi. Đi cái gì nè con. Đi đi. Đi 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 con. Đi 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 con. Đi thầy con. Ai lên? Bà xuống rồi. Nam mô thần tài thổ địa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con năm nay được phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Giận xui sẽ ra đi, đừng bao giờ cho con lệ quay trở lại nữa. A Di Đà Phật. Lệ về rồi. Em nói như là con ma ấy, em sợ quá. Lệ ơi. Dạ. Sao em về nhanh vậy? Em đang bên nhà Diệu Hoa mà. Diệu Hoa đuổi rồi. Làm gì mà Di đuổi? Em mắc bướm. Trời ơi, cái bà này thiệt tánh kỳ. Con bướm nhỏ chơi có chút xíu, con bướm nhỏ xíu mà không cho bắt. Đúng rồi. Sao mà bắt cái con bướm mà gì không cho bắt thì đuổi về? Em có biết đâu. Em bắt một con bướm màu trắng. Con bướm màu trắng đẹp lắm. Con bướm bay. Con bướm đậu lên cây mai. Nó đậu trên bông mai cao nhất luôn. Cái lại kêu nó xuống. Bướm ơi, xuống đây. Rồi nó có xuống không? Nó xuống không? Nó không có xuống. Bực mình chứ. Em nhào vô, em cầm cây mai, em lắc. Trời ơi em ơi, cái cây mai, cái chậu mai của nhà bà Hoa là niềm tự hào nhất của cả cái xóm mình, bởi vì cái chậu hoa vừa bự vừa đẹp. Trời ơi, lại em lại hư hết cái cành hoa của người ta. Thế con bướm này nó bay đi luôn chưa? Nó làm gì bay đi luôn? Trời ơi, nó chọc tức em á, nó bay, cái nó đậu vô đó. Cái bàn thờ có cái bình bông, nó đậu lên trển á. Này, mày đừng nói là mày trèo luôn lên cái bàn thờ mày lắc nhá. Đâu, em đâu có làm như vậy, em đẹp chứ em đâu có ngu đâu. Đúng thế rồi à? Trời ơi thế à? Em rất là thông minh. Chị Hoa bàn thờ tổ tiên người ta mà. Nhìn chị Hoa chỉ cứ nhìn em như vậy nè. Em đâu có dám làm đâu. À, thông minh đấy. Đúng rồi, chị Hoa chỉ quay lưng dĩ đi rồi em mới cầm dép em chọi lên bàn thờ. Hả? Trời ơi trời, cái con Lệ đâu rồi? Mày phá banh nhà tao rồi mày bỏ đi đâu rồi hả? Con Lệ kia. Chúc mừng năm mới vui ha. Rồi nè, lì xì cho năm mới nè, lì xì năm mới nè. Lớn cũng lì xì cho tụi em. Năm mới nhiều sức khỏe như hai đứa. Nào, hạnh phúc nha. Đâu, giờ đây con. Đưa đi về đi. Đủ rồi. Thấy vậy là thấy may mắn lắm. Vậy là hai đứa này lại bạn Lệ. Giới thiệu đàng hoàng. Em tự giới thiệu em là bóng nè. Hả? À, cái gì? Em bán bong bóng. Bán bong bóng thì nấu là bán bong bóng. Nếu bóng thì ai biết được. Giờ em dày, em đánh dày. Chết cha rồi. Trời thân là cái đầu óc nó không được bình thường nào. Mấy đứa nói nghe nè. Đầu năm mà mấy đứa cũng phải bận đi múa lân để kiếm tiền đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ mấy đứa đi về đi ha. Đâu có anh. Vô đây tụi em gặp Lệ, ở đây tụi em mới chơi ăn Tết ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Qua nào. Ở đây đi vui lắm, ở đây đi. Cái quần mà bên anh nói giống như là cái điều hiển nhiên nó được vô vậy trời. Một mình bà Lệ không á, là thấy bên cạnh cái nhà nào thêm hai đồng bọn nó vô chắc cái nhà nó tan nát, nó vỡ vụn thành cát bụi luôn vét. Á, ảnh đồng ý cho lại đi kìa. Quen. Lùi lại. Mày nói đồng ý hả? Em có kịp nói câu nào đâu. Dạ ai đồng ý? Ai đồng ý đâu. Nè. Lớn rồi nha. Không chơi lừa gạt, không chơi gài người khác nha. Mấy đứa không được phép ở lại đây.
đi ra khỏi nhà. Đấy, đấy, ông xong chuyện gì mày nói đi. Con Lợi nó dắt dắt đồng bọn nó giờ nhà mình ở luôn á chú. Ủa đồng bọn là sao? Cái gì? Bạn bạn thân của Lệ đó. Bạn của con. Ủa, đi, 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 đi. Vô nhà đi. Đi đứng lại. Lui. Lui lại. Gì vậy? Sao vậy con? Ôi, bà. Bà có biết tụi nó là ai không? Tự nhiên kêu nó vô nhà. Thì nó là bạn muốn Lệ. Đi theo bác vô. Vô. Hai. Sao mẹ vậy? Ủa khách gì lạ vậy? À? Uống cà phê hả? À? Ôi trời! Ai vậy? Tú! Hai đứa này! Bà của con Lệ mình! Hồi sáng mới tới nhà mình, anh đãi tụi nó ăn cơm. Uống về trở lại chơi nữa hả con? Nè nè nè, hai đứa. Đây là ngày Tết chứ không phải lễ hội Halloween mà mấy đứa quá trang kiểu đó nha. Hồi sáng nó ăn mặc cái giống như mấy cái đứa mà trẻ ăn mà bán bong bóng ngoài là đường, giờ nó ăn mặc sang quá. Ủa tụi con có chuyện gì tụi con hả? Sao lạ vậy? Tụi con là vệ sĩ. Hả? Là vệ sĩ hả? Rồi đứa nào nam đứa nào nữ vậy con? Hôm nay tụi con tới đây và để trao quà cho cô chú. Hả? Ủa? Thế ghê vậy? Quà? Quà gì? Quà cô chú đâu có ai mà thân thiết gì đâu mà trao quà. Con có nhầm nhà không? Dạ không. Trao quà thì nhẹ nhàng, vui vẻ một tí. Trao quà mà hình sự quá làm người ta sợ. Rồi cuối cùng là ai tặng quà cho gia đình tôi? Vô đi chị. Để tụi em ra bưng hả? Trời ơi. Chào cả nhà. Chào chị. Bữa nay á, tôi đến đây là có chút quà nhỏ biếu gia đình chị ăn Tết. Ủa? Đưa quà đi mấy đứa. Ủa sao nhà tôi có quen biết gì cô đâu mà tự nhiên cô tặng quà. Ê, hey, nhưng dạ, mà có không. nhầm không vậy? Không, không nhầm đâu chú. Sáng nay tụi con đã tới điều tra đúng rồi. Cô chú yên tâm, đúng địa chỉ, đúng người. Ôi sao có như phim hình sự vậy? Con ơi, con tặng quà mà kiểu này nó hồi hộp quá. Có khi nào nhận xong bị đánh đâu. Cô, thôi đừng. Nè, ơi anh chị ơi, ngồi đó đi, tụi con qua kia ngồi. À vâng, tưởng động thủ hết cả hồn. À thôi bây giờ mình làm màn chào hỏi cho nó tươi tắn không khí đi. Dạ. Mùa xuân phải vui vẻ lên. À, chị tên gì? À, tôi tên là Kim Ngân. À. Ôi Kim Ngân, ôi, nghe một cái là nghe thấy lắc là thấy tiền kiểu mọt tiền đấy mẹ. Rất là hợp để xong đất đó vậy. Đấy, tìm dạ. Từ sáng tới giờ để tìm người xong đất bây giờ mới gặp chị, mừng quá. À, dạ không, hả? Tôi tới đây á là để tìm cô chủ của tôi đó. Cô chủ á? Dạ. Thế, là thế, ai? Thế, ai là thế mà, bà chị là? Tôi là giúp việc. Hả? Ôi trời ơi, giúp việc nhà nào mà sao mà đẹp hơn nhỏ này luôn. Trời ơi mà, xin lỗi con. xin lỗi. À, dạ cô chủ của tôi á tên là Lệ, cổ có nickname là Lệ nhà xác. À, hôm nay em nghe nói là anh chị đã đưa cô chủ của em về nhà đó. Hôm nay em tới đây là có hai việc. Việc thứ nhất là muốn cảm ơn anh chị. Rồi, việc thứ hai là em muốn xin phép anh chị cho em đưa cô chủ của em về. Rồi. Mình về tốt quá. Thôi nè, hai đứa vô dẫn em Lệ ra để cho người ta đưa em về đi nhà đi con. Đi. Thôi. Đừng, Lệ mới tới chơi mà tự nhiên. Em cũng thấy thương ghê. Mới gặp nhau có chưa được một ngày đó mà quấn quýt như vậy đó. Dạ, gia đình. Bởi vì cái thằng này nó rất là nhạy cảm. Em chỉ cần á la nó một chút xíu thôi là bị thay đổi liền vậy đó. Dạ. Nhưng mà người ta cần đón em. Em về với gia đình chứ sao mà giữ em ở đây hoài được con. Quá trà quá nhà đông vui quá. Quá trà quá dưa hấu. Quá trà dưa hấu ngon quá. Tụi bay vô duyên vậy. Anh Tú, tụi em thực hiện ý kiến kế hoạch của anh luôn. Ý kiến cái gì kể cho cả nhà vui mẹ. Nhỏ thông minh dễ hở. Thôi anh đi, anh đi. Con nào thông minh? Con nào? Con Lệ á. Dám nói đi vòng rùm then. Cái sao mà nó không biết đường đi. Tụi con chạy một mạch về tới đây luôn. Trời ơi. Quá thơm luôn á. Quá đó mà. Anh hiểu rồi mình. Hai đứa này nè, tụi con ác quá mà.
thiệt á, thích nhất mà tụi con làm những cái điều mình đóng trời vậy đó. Có ba ơi mẹ ơi, chẳng qua là tại vì con thấy tự nhiên đầu năm đầu tháng con khùng khùng điên điên, nó bước vô nhà con muốn tống cổ nó đi mà đúng. Nó còn tên lệ nhà xác nữa thì mẹ không cần biết, con làm cách nào thì làm. Bây giờ người nhà người ta đến để đón lễ đó, bây giờ tụi con làm sao thì làm. Qua trời, con lợn nó bị khùng mà nó cũng có người nhà nữa cô chú. Trời đất ơi, nói gì vậy? Ê con nói cho mẹ ơi, con chứng kiến hết nguyên cái nhà này nè, ăn hiếp cô chủ tụi con, tìm cách để đẩy cô chủ đi ra khỏi nhà quá trời rồi. Chị để em qua em té em đè chết nguyên cái nhà này luôn. Trời ơi chị, để tụi em từ từ bình tĩnh giờ phải làm sao đi chị. Báo công an báo đi, lên phường chị. Lên luôn. Trời ơi. Lên. Rồi, đừng mà. Rồi có gì thì để tôi tin, tôi tin cái gì. Thôi, bây giờ đi tìm con Lệ, đi vô trong. Đi tỏa ra đi tìm con Lệ. Trời ơi. Đi đâu vậy? Ôi, con về được ai vậy? Em không bị lạc hả? Em đâu lạc không? Cái băng đăng thôi, em đi tới mấy chục lần rồi. Em ra khỏi băng đăng thấy hai anh chị còn đi lạc còn chồng chuẩn. Đi ra đứng trước cổng làm sang đợi lâu quá không thấy. Cái đi ăn chè. Ăn chè không rồi á, khi bà bán chè bà chửi quá giờ chửi chạy về đây luôn. Ủa sao chửi? Hả? Cô chủ. Em làm đổ cái nồi chè anh. Cô chủ. Hả? Cô theo tôi về đi. Ở đây Tết nhất làm phiền người ta lắm đó. Không về. Trốn. Về đi cô chủ. Đừng có ở trong căn nhà này nữa. Nghe tính được không? Chủ mày mà mày cứ vậy mày là cái giống gì ở dưới với cô chủ của mày vậy? Hèn gì nó không chịu về là đúng rồi. Mình. Thôi mẹ ngồi xuống. Mẹ bình tĩnh mẹ ơi. Mẹ ơi. Thôi giờ con thấy như vậy. Mình Tết nhất mình vui. Bởi vậy mà ngày hôm nay là có Lệ Lệ nhà xác tới vui với mình. Thôi bây giờ mình chung vui ngày Tết Lệ ở lại ha. Tôi không thích anh chị là người xấu quá. Đúng. Về đi cô chủ. Đến đây. Xấu quá. Tôi ở lại với cô chú Kiệt với cô Lan là thương tôi nhất. Bây giờ về hỏi thăm nè. Dạ. Bây giờ quyết định sao? Bây giờ cho nó về ở đây chứ bây giờ là đó tùy nha tùy nó. Về dạ. Chủ. Về đi. Đúng. Trời. Tao mày ăn nguyên cặp cá ngựa bây giờ hả? Tao hỏi nó chứ tao hỏi mày hả? Lệ bây giờ con quyết định đi con. Giờ làm sao nè. Con hả? Con quyết định á. Là con ở lại. Cô chủ. Thôi bây giờ vậy đi. Hai đứa tụi con coi như tụi bay ở lại đây luôn đi. Rồi á Tết nhất cái hụ hợ canh cái quán cà phê giùm cho cô chú. Vậy là sao? Đúng. Dạ. Đúng. À, con bướm. Cô chú. Con bướm xinh. Con bướm ba xinh. Con em bay. Con em bay.